Vâng, bóng đã ra ngoài sân. Số 12 anh có làm gì được không? Vâng. Anh chuẩn bị nhặt bóng, anh đá bóng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ai Hùng ơi, cánh ơi. Nếu anh áo lung tu áo xanh và áo trắng, còn bên kia áo đỏ. Áo đỏ á? Ừ. Nó là nào? Đây hắn một đúng không? Hả? Đây hắn một đúng không? Hả? Anh em cổ vũ cho thầy là ông thắng cho mà xem. Đó ra cổ vũ xem nào. Thank you.
Vâng, anh Luân đã ghi bàn. Một cú đá quả là may mắn, số 12. Há mồm ra em ơi, há mồm ra. Linh. Lớp một cổ vũ cho bọn anh lại đi đâu thế? Đây lớp anh bên đây này. Á xanh. Em cơ. Hiệp mấy rồi? Hiệp 1, em có hô mạnh nên nó đá khỏe lắm. Tên hắn mấy, tên mấy? 5-2 tên 1 và 5-5 tên 2. Nó to lên đây. Em còn chưa tổng vũ kìa. Tên hắn 1, có lên. Vậy bây giờ em phải hô là anh Luân là đá vừa vừa thôi. Mấy không rồi anh? Bọn anh đang thua một quả. Nơi nào đá bên kia? Đó là bên kia mà. Thế à? Ừ. Nhưng mà em chả biết, hình như tỷ số cũng giống lắm anh sao ấy. Đúng không anh hả? Ừ, khổ vậy chứ. Câu lạc bộ tin học, anh ở không ở trong câu lạc bộ tin học à? Anh không. Anh biết gì tin học đâu mà anh ở câu lạc bộ. Sao hết rồi chưa? Mới đá được 15 phút. Mới đá được 15 phút. Bên mình đây. Đừng nhìn bóng nhiều đã, mà đi ngơi đấy. Chứng tỏ mấy em đấy nhỉ, mấy em công nhận là càng ngày càng hơn mấy anh rồi. Thảo rồi. Đây là bọn anh đang nhường mà. Em ơi, nhường cái điệu. Thật. Chờ nữa bọn anh thắng thì em xem. Thả ra, bao giờ thắng gọi em nhá. Ở đây xem luôn à? Xem em có hiểu cái gì đâu mà em xem. Đá này không hiểu à? Không. Em thấy có mỗi một quả bóng vào. Một đôi, hai đôi, ba đôi, bốn đôi, năm đôi, sáu đôi, bảy đôi.
14 người dành nhau. Đấy. Ừ. Hiểu vậy thôi. Em ôi mà đi chân không đá đâu chân. Em trong đội bóng của Phan được không? Không, em không. Sao em sao về đá bóng đâu mà. Sao không vào mà đá? Em đâu có biết gì về đá bóng đâu mà. Nhằm cao này chắc là đá hay đấy. Đâu phải vì đấy, người ta gọi là tài năng đá bóng, nhưng mà em không biết tí gì về đá bóng thì đá là nhưng mà như anh nhìn là em là có năng khiếu đấy. Vậy à? Em cứ nên vào đá đi. Giờ anh năng khiếu ở đâu ra anh? Thì người ta nhìn nhiều cái người ta đoán được rồi. Anh ơi. Hạ môn đi em ơi. Cái này thì Matisan. Hôm nay đá nhãn nào nước khác đá nhưng mà này nước anh mình đá. Đá. Không. Đề nghị đồng chí Cường à, đồng chí đứng ra ngoài sân nhá. Mới nhớ áp lên quay cho anh nhá, em lên hình ảnh video này. Ấp à. Anh ơi trọng tài đâu? Trọng tài không trọng tài nhá. Vậy sao đội kia cần thằng này trọng tài? Em có thích nào trọng tài không? Có đây. Ôi, em không biết gì về đá bóng đâu, cho tớ một đi coi. Tao á? À ơi cho tớ một đi coi. Nè. Có mình à? Không mình mà. Ý anh bảo là trúng nước à? Không, nó TH2 của em, TH1 anh đó. Sao lại nó? À, cậu ơi, TH2. Cậu á? À. Vâng. Cậu muốn gì? Cường ơi, oánh đi, oánh đi, anh qua luôn, Cường ơi. Ôi, em có video rồi, quay cái này, nói gì đấy. Chết rồi, chết cả em nữa đấy đấy. Em cũng có người yêu rồi, chết em đấy. Thế à? Thích nhở? Đùa anh tí chứ. Em cổ vũ mạnh nên chả thấy em cổ vũ gì cả. Biết từ đấy mà giờ em có biết anh nào ra anh nào đâu cổ vũ. Em hô anh gì nhỉ? Anh Hiếu kìa. Anh Hiếu kìa. Anh Hiếu đẹp trai trên lớp kìa, số 8 kìa. Vào đây. Đá thôi, tự nhìn thôi. Anh ơi, thế này xong rồi ra vào trận bán kết à? Tại vì hôm nay đá nhà 51 đá, nhưng mà 51 thiếu người, xong là đây là đá tập thôi. Đá tập á? Ờ. Ui giật đi. À, là ông có trọng tài là đúng. Đùa. Em phải tự hiểu chứ. Ờ, thì hôm nay em thấy trên lịch anh Tiến anh đưa lên thì em cũng thấy là 51. Nhưng mà tự nhiên lồ lồ cái từ 52 ra đây em cũng không ngại. 51 mới 55 nay đá mà. Ừ. Nhưng mà sao 51 không đá anh? Thì người ta thiếu người, người ta nhận thua luôn. Thật á? Ờ. Thật. Vậy nhưng mà năm đá tập thì ở lớp anh đã vui thôi, đá trên sân thôi, quen sân thôi nhỉ. Ừ. Hôm nào lớp anh đá thật, tuần sau đá lớp nào anh? Lớp anh đá với chưa biết xem lịch thế nào, anh chả biết. Lớp em bị loại rồi đúng không? Anh thật là đùa quá đi. Trước khi nó đang còn đá lồ lồ kia đá kia là kia đâu. Kia là em đá chung với ấy là một tiên hồng. Một tiên hồng mà. Vậy mà chưa gì nói lớp mình loại nhanh thế. Đấy là như theo anh dự đoán đấy. Đấy là nó cuồng gì. Người kia đá hay lắm. Lớp em con gái. Lớp em đang cuồng nhưng mà sau cuối trận. Lớp em con gái có mỗi em đi thôi à? Sang rủ có thêm chục bạn nữa đi. Trời ơi, lớp thì đâu có chục đứa con gái mà bọn nó nào là về quê, bọn nó nào là nhà xa. Hôm nay em hứa với một thằng trong đội đi. Luân, anh có làm gì được không? Luân. Vâng. Vâng, anh đang anh lại bật lên. Em ra lớp em đây anh ạ. Ở đây đã. Thôi, lớp đầy đá treo đá chơi chứ có đá thật đâu. Ok. Vâng, lại là Luân, anh có làm gì được không? Vâng, anh đã chuyền ra ngoài sân rất hợp lý.
Kìa. Trời ơi. Luân ghi tiếp à? Không, em ghi tiếp mà. Vâng, các bạn nam 2T1 đã nhả quá nhiều. Liệu pha sau này thì... Vâng. Hiếu, anh có làm gì được không? Vâng, không được rồi. Bóng đã ra ngoài sân. Thank you.
Vâng, trước mặt tôi đây là anh lớp trưởng của năm 2T1. Anh đang rất băn khoăn và bức xúc khi lớp mình đang thua với tỷ số là bao nhiêu nhỉ? Giao hữu thôi. Nhưng mà chứng tỏ là lớp năm 2T1 đang có sự thả cầu rất là lớn. Lớp mình đang cầu ấy, cầu để cho đội bạn. Hy vọng là bên đội áo đỏ sẽ tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình để ghi thêm nhiều bàn thắng đẹp nhất. Luân, bây giờ anh đã nhả lại đằng sau. Vâng, rất đẹp. Thế đẹp rồi. Vâng, anh Tiến có thể cho thêm vài lời bình luận khi anh Gấu đã có vẻ rất mệt mỏi không? 55 thua. Vâng, sự bức xúc đã hiện trên khuôn mặt của lớp trưởng năm 2T1. Bức xúc đâu, đang cười chứ? Vâng. Vâng, bóng đang trên chân của Thắng. Vâng, anh Gấu, anh có làm gì được không? Sút. Vâng, một sự kết hợp rất ăn ý của anh Gấu và anh Thắng. Đề nghị hai anh bắt tay bắt chân lại một lần nữa. Vâng, anh Luân có vẻ đang đau mông. Vâng. À, như quý vị các bạn đang thấy thì khuôn mặt của lớp trưởng năm 2T1 đã nở lên một nụ cười khá là bảnh trai. Anh rất đập trai và tỉnh. Vâng, Thắng đang giữ bóng. Vâng, bóng ra ngoài sân. Các chú không cho anh lên thì anh phải này. Vâng, anh Thắng lại tiếp tục ghi bàn. Vâng, sau khi quả bóng đã tung vào lưới đội bạn thì
lớp trưởng năm thứ hai lại xuất hiện và khuôn mặt tươi cười hơn nữa. À quên, năm hai tên một, quên, có sự nhầm lẫn ở bên Thuyên Minh. Bình luận đi, bình luận đi để anh quay cho. Vâng, Thắng đang cầm bóng. Vâng, anh có những đường bóng rất là lắt léo. Vâng, không được rồi. Vâng, trước mặt tôi đây là anh Gấu, anh đang thể hiện sự bức xúc khi là đôi chân của anh có vẻ khá đau sau khi đã cùng với Thắng ghi một số bàn thắng khá là đẹp mắt. Hải có chơi được không? Vâng, vào, vâng. Thủ môn của đội bạn quả là tuyệt vời. Chưa phải đội hình chính thức ấy nhỉ. Ôi ra giữa nghỉ giữa giờ không đấy? Đã thoải mái thôi, nếu như mà thích nghỉ thì nghỉ. 35 phút rồi. Là hữu mà. Vâng, hiệp 1 của trận đấu đã kéo dài tới phút thứ 35. Phút thứ 35 đã chấm. Vâng, nhưng mà các bạn cứ thoải mái, các bạn có thể đá từ giờ dần đến hết giờ thời gian. Vâng, anh Hiếu, anh đang rất lắt léo. Vâng, bóng đã ngoài sân rồi. Vâng, và anh Thắng đã có sự bức xúc khá lớn. Anh Hiếu đã làm lại cuộc đời. Không được rồi. Wow. Vâng, trước mặt tôi đây là anh Hiếu. Đề nghị là đồng chí Thắng là có dùng những lời lẽ lịch sự chút nha. Được ạ. Được. Nước mình đấy. Nước của mình đấy.